Nguyên nhân viêm vùng chậu. Nhiễm trùng từ bệnh xã hội. Nguyên nhân hàng đầu gây viêm vùng chậu là các bệnh lây truyền qua quan hệ như chlamydia và lậu. Khi quan hệ không an toàn, các vi khuẩn gây bệnh này dễ dàng xâm nhập vào cơ quan sinh sản nữ, gây viêm nhiễm. Việc điều trị sớm các bệnh lây truyền qua quan hệ là cách hiệu quả để phòng ngừa viêm vùng chậu. Thủ thuật y tế. Các thủ thuật y khoa xâm lấn như đặt vòng tránh thai, nạo hút thai cũng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào tử cung và các cơ quan sinh sản khác, gây viêm nhiễm. Do đó, việc thực hiện các thủ thuật này cần được thực hiện trong điều kiện vô trùng và tuân thủ đúng quy trình. Hệ miễn dịch suy yếu. Khi hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể sẽ khó chống lại các vi khuẩn gây bệnh, tăng nguy cơ mắc viêm vùng chậu. Các yếu tố như suy dinh dưỡng, stress, bệnh mãn tính đều làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Vi khuẩn từ âm đạo. Bên cạnh các vi khuẩn gây bệnh lây truyền qua quan hệ, một số loại vi khuẩn có sẵn trong âm đạo cũng gây viêm vùng chậu. Khi hệ vi sinh vật âm đạo bị mất cân bằng, các vi khuẩn có hại sẽ phát triển mạnh và gây viêm nhiễm. Các yếu tố như vệ sinh kém, sử dụng dung dịch vệ sinh không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ này. Vệ sinh kém. Vệ sinh vùng kín không sạch sẽ, sử dụng băng vệ sinh kém chất lượng hoặc thuộc rửa âm đạo quá thường xuyên có thể làm mất cân bằng độ pH tự nhiên của âm đạo, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây viêm nhiễm. Quan hệ với nhiều bạn tình. Việc quan hệ với nhiều bạn tình tăng nguy cơ phơi nhiễm với các bệnh lây truyền, từ đó làm tăng nguy cơ mắc viêm vùng chậu.